Xin chào bạn Tô Tú. Thì bây giờ này chúng ta sẽ tiếp tục tới cái phần định dạng cho liên kết thôi bạn. Đây, setup link đây. Rồi, cái liên kết này á, thì bạn nhìn thấy quen không? Thật ra thì cái view, có cái view trước tôi đã nói sơ qua về cái này rồi. Một liên kết nè bạn. Là tôi cho bạn xem lại nha. Cái đó là cái phần chọn đối tượng các bạn. Chọn đối tượng mà trong số trường hợp đặc biệt nè, là cái lớp giả pseudo class nè. Đúng không? Này từ hồi đó tôi cũng nói rất kỹ nhiều cái vụ này rồi, là một đối tượng mà nếu như liên kết đó, thì nó sẽ có những cái trạng thái là bốn trạng thái cơ bản. Là thứ nhất là lúc đó nó bình thường là link nè nó, và khi mà nó bị người ta di chuyển chuột lên các bạn là hover rồi, và khi mà cái con chuột ta di chuyển lên rồi thì người ta lít chuột lên cái nội dung đó, thì khi người ta lít chuột đó, thì nó là active rồi. Khi mà lít chuột xong rồi á, thì sao bạn, thì nó đã bị lít chuột rồi á, thì nó trở quay về cái trạng thái là visited, là đã bị người ta lít chuột. Thấy chưa, bốn trạng thái rất là dễ ha. Thì cái này chúng ta vận dụng y chang như thôi bạn, cái link nè vận dụng y chang như thôi. Nên giải thích cho ông ta nè, thứ nhất là link là khi người ta lúc mà trạng thái bình thường á, chưa người ta chưa làm gì chân rồi, còn trạng thái visited là khi người ta đã lít vô cái đường liên kết đó rồi đó, thì cái trạng thái như đã dùng rồi. Còn thứ hai là hover, lúc người ta rê chuột lên, giống như tôi đang rê chuột lên gì nè đó, là hover. Còn cái active là lúc người ta rê chuột lên và người ta lít chuột trái một cái, nó là trạng thái đang kích hoạt. Có bốn trạng thái ha. Rồi thì giờ làm sao, thì cái này á, cái này là nó chúng ta đã biết được cái cách để chọn được cái trạng thái hay là cái đối tượng nó trong cái thời điểm đó rồi, và sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái việc là định dạng cái gì đó thì tùy chúng ta muốn. Ví dụ như là đây, dù chúng ta có cái đường link là cái chữ quét cơ bản nè bạn, dùng cái thẻ A, cặp thẻ A nè, nó A rồi href tới đường dẫn gì đó. Ok ha. Có cái last là hello nè. Rồi sau đó là lên trên đây, cái sử dụng cái cặp thẻ A nè bạn. Cặp thẻ A chấm cái last là hello. Lưu ý ha, đây là cái cách chọn nè bạn. Ông tôi cho bạn xem nè. Cái cách chọn là thẻ A rồi chấm hello, bạn nhớ không? Nên là chọn chọn liên tục á. Chọn một cái đối tượng nó có cái thuộc tính của nó là A nè, chấm sau đó là hello, nó là cái last hello. Sau đó là tới hai chấm hover. Hover là chúng ta mới vừa học đó bạn, là ta chọn cái trạng thái là khi có ai rê chuột lên thì sao, nó sẽ chuyển color sang red, như là màu đỏ. Rồi bình thường thì nó màu gì không biết, nhưng mà khi ta rê chuột lên thì nó sẽ chuyển sang cái trạng thái màu đỏ, đúng không? Bình thường nó về màu dạng tím hay màu xanh dương gì nè, khi ta rê chuột lên nè, thấy chưa, nhìn góc trên cùng tay trái là ta đang rê chuột lên thì cái chữ nó sẽ chuyển sang màu red, màu đỏ. Ok, rất là dễ. Rồi giờ ta sẽ lít vô trong cái xem ví dụ này để tôi cho bạn xem là bốn cái trạng thái của nó, bốn trạng thái của nó ha. Đây rồi, cái sơ qua thứ nhất là cặp thẻ A với cái đường dẫn href nè, rồi nó là cái last hello, tên của nội dung ta là web cơ bản. Rồi nó sẽ có bốn trạng thái nè bạn, thứ nhất là thẻ A chấm last là hello nè. Rồi có bốn trạng thái này là link, nghĩa là trạng thái bình thường nó là màu xanh dương. Cái thứ tự này người ta khuyên mình thì làm theo thứ tự này nè bạn, nó có bốn trạng thái đúng không, nhưng mà người ta khuyên mình nó làm đúng theo cái thứ tự này, đó là trạng thái bình thường là link, trạng thái đã biến tới tới đó tiếp tục đó là đã biến thăm là visited, còn di chuyển chuột lên là hover, còn đã kích hoạt là active. Rồi thì bạn sẽ thấy là khi khi mà chúng ta bình thường là màu xanh dương, khi đã biến thăm là màu đỏ, khi rê chuột lên là màu xanh lá cây, và khi đã kích hoạt là màu, khi mà lít kích lúc lít chuột trái kích hoạt thì nó là màu violet, là màu gì đó, màu tím đúng không? Rồi bạn cho xem nè, thứ nhất là bình thường là nó màu xanh dương đúng không, nhìn trên đây nè, khi ta rê chuột lên thì nó chuyển sang màu xanh lá cây, thấy không? Khi ta lít chuột trái thì nó sẽ chuyển sang màu tím nhanh lắm, nào ta lít thử nha, thấy chưa, nó chuyển sang màu tím rất là nhanh đó. Rồi khi đã kích hoạt á thì rồi á, thì nó sẽ chuyển sang màu gì bạn, màu đỏ ha, đã kích hoạt là màu đỏ đó. Ok ha, cơ bản là đã xong được cái video hôm nay rồi. Nhưng mà trước khi kết thúc á thì chúng ta làm cái nút này bạn, cái nút này nó hay lắm bạn. Thì vận dụng những kiến thức mà chúng ta đã học từ từ mấy cái video trước đó đến giờ, đến ta làm thử cái nút này. Thì cái nút này thật ra nó cũng là một cái liên kết thôi bạn. Có điều nó bổ sung cái gì? Thêm cái nền nè, thêm cái đường viền. Vậy thôi đó bạn. Và khi ta rê chuột lên thì cái nó đổi màu cái nền thôi. Ok ha. Rồi ta làm thử chơi chơi thử em. Quay lại cái file gì ta? Cái phần mềm Dreamweaver của chúng ta nè. Vô trước ta đang làm cái dàn ảnh nền hay gì vô á, nào thế nào, ta thấy cái hình con Pikachu nè, ta xóa đi. Rồi bên đây là có gì à? Rồi đây không có gì hết. Rồi quay lại chúng ta làm gì ta, mà làm cái nút này đúng không,
Thì đúng cái nút này đầu tiên là bên HTML, chúng ta sẽ thêm cái đường link, mà cái này là cái đường link nè, nó chỉ là đơn giản là cái đường link thôi, HTML nè. Đường link thì cái cấu trúc là gì bạn nhớ không? Chữ A đúng không? Cặp thẻ A vậy thôi. Rồi làm cho chơi thử cho nhanh các bạn ha. A nè. Rồi muốn cái chữ gì bạn? Giả sử như tôi ghi cái theo người ta luôn ha. Chữ nút liên kết đi. Rồi. Giờ nó liên kết với cái trang nào bạn? Muốn liên kết với trang nào thì bạn ghi cái chữ href vô nó. Rồi. Sau đó là bằng rồi dấu nháy, sau đó bạn ghi cái gì trong đây cũng được, ABC, cái đường link tới cái nơi nào đó bạn muốn liên kết á. Ví dụ như tôi ghi đại chấm chấm luôn ha. Này ta ví dụ thôi nên không không cần ghi cái đường liên kết đâu. Rồi, nên là chúng ta vừa làm xong bên cái HTML đó, chỉ đơn giản như thôi các bạn. Thấy giờ được nút liên kết rồi. Rồi qua bên CSS nè, bắt đầu người ta sẽ làm thử cho nó nè. Đó là thứ nhất. Cái cặp thẻ A này đó, là ở trạng thái bình thường thì sao bạn? Đây, A đây. Đây trạng thái bình thường. Rồi. Thì bình thường bạn muốn nó là sao? Thì bình thường đó, nó là có cái khung viền. Và tôi cứ làm thử thử giống như là tôi là một người mới học các bạn, tôi không biết gì, tôi làm thử nha. Khung viền nè, rồi độ dày nó là bao nhiêu pixel. Rồi độ dày, rồi cái loại đường nó. Rồi, tới màu sắc của cái trạng thái bình thường của cái khung này. Thì cái này giả sử tôi lấy cái màu của người ta luôn cho nó đẹp đẹp ha, cho giống người ta. Này cái màu này nè. Còn bạn lấy màu khác cũng được, tại vì tôi muốn cho giống màu ta là màu xanh thôi. Rồi. Bạn thấy là tôi mới vừa tạo được cái khung cho này, nhưng mà bạn thấy cái gì? Hình như là nó sai sai cái gì đó nên nó không có hiển thị ra bạn. Còn mình sẽ viết sai đó, dưới đây nó hiển thị cái màu đỏ nè. Đây là tham số head, nó sẽ thiếu cái dấu gì bạn? Thiếu cái dấu thăng. Thấy chưa? Rồi xong. Mà nhìn kỹ nó có cái khung bao quanh bên ngoài đó, nhưng mà cái khung này nó sao bạn? Nó hơi nhỏ quá, độ dày nó nhỏ quá, tôi sẽ chỉnh lên khoảng độ dày 3 thôi. Thấy chưa? Rồi đó, mình cái khung của độ dày màu xanh lá cây ngoài chưa? Ok ha, tiếp tục. Bạn suy nghĩ như thế nào bạn ghi như thế đó bạn, không nhất thiết là phải theo người ta. Rồi, tiếp theo cái khung, cái nút này với cái chữ nó gần nhau quá, ta sẽ thêm cái vùng đệm là padding. Rồi, padding thì bạn muốn thêm bốn cái bằng nhau luôn thì bạn nhập một cái tham số. Ví dụ gì, nó cho bốn cái bằng nhau nhập một tham số. Thấy chưa? Còn nếu bạn muốn nó sao bạn? Nó khác cái phương ngang khác, phương dọc khác thì bạn nhập khác nhau. Ví dụ như là cái đầu là 10. Bên đây người ta nhập hai cái khác nhau là cái đầu là đỉnh đáy, còn cái thứ hai là bên cạnh trái phải, thấy không? Bằng đây đây nó gửi cho chúng ta luôn cái kết quả luôn nè. Đó. Ok ha. Tôi thấy nó hơi nhỏ bạn, tôi sẽ cho tăng lên là 30 hay gì đi. Còn cái này tôi cho là 40 hay gì đi. Ok, cho nút cho bộ bự nhìn đẹp tí. Ok ha, đây. Rồi, sau khi xong đó bạn. Tôi chỉnh đây, sao cái này nó bị thiếu thiếu vậy. Rồi. Ok. Sau khi xong rồi thì sao nữa ta? Thật ra cái này nè, cái lề margin nó cho nó sát lên trên, nếu bạn muốn thì bạn chỉnh cái lề margin cho nó sao bạn? Cho nó xích xuống dưới chứ cho đẹp thôi. Thấy chưa? Sao tôi chưa thêm mà tự nhiên nó chạy xuống luôn rồi, hay là ok, chúng ta thêm cái lề margin mà ơi. Cho nó xích xuống dưới nhìn cho nó đẹp thôi chứ không gì. Hiện tại nó đang nằm sát lệ cho nó nhìn xấu, thấy chưa? Rồi giờ tôi thêm cái chữ, bạn nhập chính xác cái giá trị bao nhiêu pixel đây cũng được. Thì các bạn ha, giờ tôi nhập thử 20 pixel đây. Đây nó có cái chữ auto là gì ta? Margin là lệ với các đối tượng khác các bạn. Mà sao tôi nhập đây mà kệ nó luôn đi bạn ơi. Tại vì do cái nội dung ta ghi ở đây dòng đầu tiên thì nó sẽ vậy, còn nếu không bạn có một cái dòng khác đó, thì nó sẽ tụt xuống. Bạn chỉnh vị trí rồi nó mất công á. Ta thêm lại một cái gì đó cho theo rỗng lên đi cho nó tụt xuống rồi. Ok. Là bạn ví dụ như cái này nó định dạng chung một dòng đúng không? Ta định dạng cái này có thể A. Rồi, tại vì cái này lúc nó đang hiển thị là một cái lốc bạn. Thì bạn chỉnh cái phần display hiển thị đó bạn, không có cho nó nguyên cái lốc. Cái lốc là hiển thị từ trái qua phải á. Chúng ta không muốn nó là một cái lốc các bạn, chúng ta cho nó là một cái dòng đi, một cái inline đó, nổi tiếng á, nổi tiếng á thì mà hiển thị dạng lốc là cái display 2 chấm inline lốc. Này chúng ta đi học rồi hết trơn các bạn ha. Rồi. Nghĩa là nó sẽ có tùy chọn ba tùy chọn cơ bản, nó là lốc là inline, lốc là nguyên khối và trái qua phải. Tôi nhắc lại kiến thức cũ nha. Còn inline là chỉ là một cái khung mà bao quanh vừa tới cái chữ thôi,
Còn inline gạch lóc á nghĩa là nó cũng nổi tiếng trong một cái dòng đó, nhưng mà cái khu vực đó là nó là một cái lóc. Nó mà nào quên thì coi lại kiến thức cũ ha. Inline gạch lóc đây. Ok chấm phẩy. Thấy chưa? Đó thì khi nó sẽ sụp xuống gì cho chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì cái phía trên đây là một cái dòng khác rồi nè. Phía trên đây là cái chữ này nè. Tao đang để trống là nó thụt xuống. Không tin thì tao sẽ control comment thấy chưa? Nó sẽ thụt sụp lên. Đó. Rồi, tiếp tục đi. Những cái này phục vụ à. Rồi sau đó sao nó bạn? Sau đó là chúng ta cho nó cho tô màu đi bạn. Tô màu nền đi bạn, cho thấy cái nền nó đẹp đẹp tí. Thì tô màu nền nó là gì ta? Thì ta biết là màu nền thì background color. Ha. Cứ làm từ từ thôi, những người mới như chúng ta thì cứ suy nghĩ sao làm vậy từ từ thôi. Rồi, muốn màu gì ta? Hiện tại đây nó đang để cái màu màu gì? Cái màu này tôi copy luôn nha, nhớ copy luôn cái dấu thăng ở trước nha, tại vì đây nó đang lấy cái tham số hết thì phải có cái dấu thăng ở trước. Đó, ok. Rồi, ta được gì rồi. Rồi tiếp theo sao nữa? Tiếp theo là cái nút này của người ta, mẫu người ta là màu trắng đúng không? Cái chữ mà nút liên kết đó thì ta cho thử đây. Cho thử cái màu trắng bạn có hay là đánh cái chữ tiếng Anh vô đây luôn, hoặc là để nhấn cái tham số hát cũng được. Đấy, chữ nút màu trắng rồi. Rồi tiếp theo cái nút liên kết người ta đâu có dấu gạch dưới đâu. Đó. Rồi, cái dấu gạch dưới là do đâu bạn? Dấu gạch dưới là do ta chỉnh cái thằng test decorate ấy, nghĩa là trang trí chữ á. Đây test gạch cái decorate. Decorate đây, thấy không? Rồi, sau đó bạn để cái tự chọn là non. Nhớ không? Nếu bạn để underline thì là cái gạch dưới, còn overline á, là gạch trên. Light rule là gạch ngang, trường hợp để non nó như là không có được gạch dưới nó giống của người ta đó. Ok rồi còn gì nữa ta, coi kiểm tra coi coi à, cái hình của người ta có cái bóng đổ nè, bạn không muốn bóng đổ không được, mà muốn bóng đổ thì bạn thêm cái gì bạn nhớ không, ta đã học rồi, bóng đổ là shadow, mà bóng đổ nguyên cái hộp là box shadow nhớ không, bóng đổ chữ thì bạn mới thêm là cái chữ test shadow hay gì đó, nhưng mà bóng đổ của nguyên cái hộp nguyên cái khung thì bạn là box shadow. Rồi hai chấm. Thì shadow này là gì bạn? Nó sẽ có những cái tham số gì? Nhớ không? Biết là shadow là theo chục x, chục y, rồi độ nhẹ và màu sắc. Rồi, nhất là chục x, chục y thì ta sẽ cho ví dụ như là 5 đi. Nó là theo phương ngang là 5, phương dọc là 5. Rồi độ nhẹ nó là bao nhiêu bạn? Độ nhẹ đại 5 luôn đi. 4 pixel gì đi, đại đi. Rồi, cuối cùng là hết độ nhẹ là tới phần màu sắc. Màu sắc thì mặc định nó là màu đen các bạn. Nếu bạn không gì thì màu sắc nó mặc định màu đen. Ý, nên nó hiển thị với gỉ với chúng ta luôn nè bạn, XY rồi độ nhà, cái tiếp theo là cái bán kính mà nó mở rộng ra, cuối cùng mới là cái màu sắc. Tôi để cái màu red thôi, thấy chưa? Nhưng mà ai đâu mà để cái màu red vậy, tại vì cái bóng đổ thì phải là màu đen hoặc black đúng không? Nó thấy chưa? Bạn muốn cho nó lệch cho chút xíu thì bạn tăng cái này lên, ví dụ như tăng lên là 7 hay 8 gì đi bạn, 8 đi. Ok rồi, cái này bạn thấy không, cái bóng nó rất là rõ, tại vì cái này tôi chỉnh cái độ gì bạn, độ nhẹ nó nè, độ nhẹ nó phải không ta? Ok đây là độ nhẹ nè bạn, nó độ nhẹ nó ít quá, bạn chỉnh tăng lên nó dù 20 đi, thấy chưa? Nó sẽ nhẹ gì, tôi cố tình làm cho nó rõ rõ gì cho bạn dễ thấy á. Ok ha. Rồi sau đó là sao nữa ta, xong rồi ở đây người ta thêm cái gì ta, viền nè, màu nền nè, padding là cái vùng đệm, rồi bóng đổ bỏ gạch dưới. Rồi mà nhìn kỹ bốn góc của cái này nó bo tròn bạn ha, còn của tôi là nó nhọn quắc à. Bo tròn chúng ta vừa học rồi bạn, bo tròn góc bo tròn là gì, đó là border radius nè, nghĩa là cái khung viền mà có bán kính là border radius nó nhớ không. Và tao làm thử thứ ha, border gạch cái radius rồi hai chấm. Nếu bạn muốn thông thường cái dễ nhất đó là bốn góc nó bằng nhau thì chúng ta chỉ cần nhập vô một cái tham số thôi. À, ví dụ tôi để 10 pixel. Bạn nhìn kỹ bốn góc nó bao tròn không? Tôi sẽ cho tăng lên thử cho bạn nhìn thấy cho rõ, dù tôi tăng lên 30 pixel đi. Và bạn thấy bốn góc nó đều bao tròn nè. Còn cái trường hợp khó là bốn góc nó cái góc bao tròn nó khác nhau thì có hai cách bạn nhớ không? Tôi nhắc lại phương pháp cũ nha, là 4321. Còn cái cách thứ hai là gọi tên của từng góc. Tôi nhắc lại thôi, còn cái bạn nào quên thì tự xem lại cái video đó. Ok ha. Muốn gọi tên từng góc đó, thì gọi tên cái chỗ border gạch cái tên của góc nè, ví dụ như là top left hay là top right đó, hay là bottom left bottom right đó, rồi sau đó tới gạch chữ radius. Ok ha. Còn pháp 4321 là nhập cái giá trị vô thôi, bốn giá trị, ba giá trị, hai giá trị hay là một giá trị. Trong trường hợp người ta nhập một giá trị nè thì nó áp dụng cho bốn dòng luôn, xin lỗi bốn góc luôn. Rồi ta nhắc sơ kiến thức cũ rồi xong.
Thì đây chúng ta mới vừa thiết lập được cái gì bạn, cái giá trị mặc định của nó, giá trị bình thường của nó. Rồi còn đây người ta làm thêm trường hợp ví dụ như rê chuột lên là hover nè, khi người ta lít chuột trái thì nó như thế nào, active nè, rồi khi mà bị lít chuột thì như thế nào, thì thêm cái thuộc tính là visited nó thôi, thấy chưa. Rồi giả sử như giờ tôi mới làm được cái trạng thái đầu tiên là bình thường đó, rồi người ta sẽ tiếp tục thử làm thêm một cái trạng thái tiếp theo, đó là gì, hai chấm di chuyển chuột lên bằng là hover nó, cứ thật thông thả mà làm thôi bạn. Rồi di chuyển chuột lên là hover thì bạn muốn nó làm sao bạn, ví dụ tôi muốn mặc định ban đầu nó đang màu này, di chuyển chuột lên thì nó sẽ sao, cái nền nó sẽ của người ta làm là cái màu nó sẽ sáng lên mà. Cái nền này tôi làm hơi hơi gì bạn, cái nền tôi làm hơi trắng quá rồi, tôi chỉ muốn muốn chỉnh cái này lại cho nó tối lại sao ta. Đây tôi muốn làm cho cái nền nó tối lại, ok ha. Rồi ok, ngay ban đầu cái nền nó sẽ tối vậy đó, khi ta rê chuột lên bắt đầu cái nền nó mới sáng lên lại bạn. Rồi tương với cái màu này thì tôi cho cái đường viền trùng cái màu nền luôn, nên tôi sửa lại cái đường border ở trên là đường viền trên trùng màu nền luôn đó, thấy chưa. Rồi muốn di chuyển chuột lên cho cái màu nền nó sáng lên á thì ta sẽ chỉnh cái màu nền thôi bằng dùng cái chữ background color, rồi rất là dễ bạn. Rồi sau đó là bạn thay thế cái màu này nè bạn, sửa lại cái thân cái màu của người ta cho nó sáng lên, ok ha, cho nó sáng lên vậy thôi. Này tôi làm thử này, thấy chưa, chuyển chuột lên thì cái lúc này nó sáng lên rồi, đó là cái màu nền. Chờ người ta muốn cái khung viền cũng sáng lên luôn, khung viền sáng luôn lên luôn thì ta nhập lại cái border cũng sáng lên luôn, có gì đâu. Nó bằng nhập lại cái tham số là y chang cái này luôn, nếu bạn muốn nó giống y chang thì bạn copy y chang luôn. Rồi chúng ta chỉ cần thay đổi cái màu nền thôi, cái màu của cái viền á thì ta sẽ xóa này lại, ta sẽ copy của thằng trên xuống cho nó trùng màu của cái thằng màu nền luôn, làm thành màu viền luôn. Rồi vậy là xong đó bạn, ta làm thử cho bạn xem á, là bình thường là như nó sẽ tối như thế này, di chuyển chuột lên thì cái nền nó sẽ sáng lên, thấy chưa. Rồi bạn muốn xong đó bạn, xong cái việc mà di chuyển chuột lên đó, bạn muốn thêm cái thuộc tính là ví dụ như là lúc chúng ta nhấn chuột trái á, nhấn chuột là gì bạn, active đúng không, khi ta kích hoạt nó active thì nó sẽ như thế nào, thì bạn thêm thuộc tính vô thôi. Như tôi làm nhanh ha, để mất thời gian các bạn, tôi ghi chữ background color màu red đi cho nó nổi đó. Rồi chỉ đơn giản thôi, bình thường màu xanh nè, di chuyển lên là xanh nhạt sáng nè, lít chuột trái thì cái nền ra màu đỏ, là nhìn kỹ nè, thấy chưa, lít cái là ra màu đỏ là lúc nó đang kích hoạt các bạn. Rồi cái lúc mà nó sau khi nó kích hoạt xong thì sao bạn, là chúng ta sẽ thêm cái trạng thái gì là visited. Rồi đã, lúc mà nó đã được kích hoạt xong á thì tôi sẽ sử tôi thêm cái chữ background color là một cái màu khác thì bạn, ví dụ như là màu yellow đi, màu vàng đi. Rồi tôi làm lại nha, cái này giờ làm lại sao ta, cái lúc nào cho nó refresh làm lại, giờ tôi không biết cách nào refresh làm lại nữa. Giờ tôi lít vô đây thử để cho nó mở cái trình duyệt Google Chrome của tôi lên luôn, lại đây mở trên trình duyệt Google Chrome nè bạn. Như nút bình thường màu xanh đậm là di chuyển chuột lên là màu sáng lên, lít chuột trái khi lúc mà vừa lít là màu đỏ, thấy chưa, nhưng mà sau khi lít rồi thì nó sẽ có cái nền màu vàng. Rồi ok ha, ta kết thúc video này đi. Anh ta mới vừa vận dụng làm được một cái nút liên kết giống gì nào, format nó định dạng đó. Rồi ta kết thúc đi tới đây rồi. Tôi là Tú đang dẫn các bạn trên trang web là www.fantu.com. Hẹn lại các bạn.